Tôi xin được giới thiệu, tôi là Minh Tiến, hiện đang là giám đốc kinh doanh của một công ty du lịch nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Anh Tiến đang nhiêu tuổi? Dạ 34 ạ. Chào em Tiến. Dạ em chào anh Thường. Yeah. Em chào chị Vân. Yeah. Xin chào quý vị khán giả, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Trịnh Hoàng Vân Anh. Tôi 33 tuổi và hiện đang làm trợ lý giám đốc ở một công ty nước ngoài. 33 tuổi mà. Bạn này 34. 34 yeah. tuổi. Nhất nhận... gái hơn ai? Như trai lớn một. Dạ. Mà nhìn kỹ hai cái mặt này có nét hao hao giống nhau. Dạ, mặt phu thê. Ai cũng mặt phu thê. Dạ. Hai vợ chồng bạn bắt đầu tình yêu như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Ai là người chủ động cua đối tượng kia? Dạ thì năm 2011. Dạ, khi đó thì em đang là điều hành hướng dẫn viên của một công ty du lịch. Thì bạn này cùng với là một bạn nữ nữa thì mua tour Thái Lan. Dạ. Thì thời điểm đó thì em cũng đang có dạng như đang buồn. Dạ thì thôi em nói là thôi để mình đi chơi, đi xả stress luôn. Dạ thì đó là cái lần mà em gặp bà xã em cũng như định mệnh. Chuyến đi định mệnh em mà tự gặp nhau là ở đâu? Thái Lan. Gặp nhau ở cái tour Thái Lan. Dạ dạ đúng. Dạ có nghĩa là thời điểm đó là em hẹn với lại khách hàng á là tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Dạ thì bạn này và một bạn nữ nữa tới sân bay, nhưng mà bạn này tới sớm. Em thường là tới sớm nửa tiếng để mà em đợi mọi người, bạn này tới sớm hơn. Gọi điện thoại cho em nói ủa sao kỳ vậy, sao giờ này chưa tới nữa. Là cái ấn tượng đầu tiên của em là bạn này hơi bị khó rồi đó. Ủa kỳ quá. Dạ người ta hẹn 9 giờ thì 9 giờ 8 giờ rưỡi người ta tới, mới 8:15 gọi điện thoại là sao. Dạ thì em ấn tượng đầu tiên là bạn này hơi bị khó. Hơi bị khó. Và khi gặp nhau thì ấn tượng của em đó về bạn này như thế nào? Em thấy rất bình thường, không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà em có khó chịu về cái chuyện mà ảnh là leader mà ảnh lại đi đến trễ hơn em không? Lúc ảnh tới em có nói là sao tôi leader mà tới trễ vậy, để cho khách tới trước vậy. Xong anh nói chứ không, tôi tới đúng giờ. Còn tại bạn tới sớm đó. Cãi lại vậy đó. Như người ta là người ta phải sorry chị thế này. Thì cũng nói kiểu là giỡn qua giỡn lại chứ không phải là nói chuyện nghiêm trọng. Dạ thì em nói vui, em nói là tại vì chị tới sớm, tại em chưa biết, em biết tuổi rồi, biết nhỏ hơn em rồi, nhưng mà lịch sự thì em nói là tại vì chị tới sớm mà chứ tiến đến đúng giờ. Dạ. Rồi sau đó thì như thế nào? Dạ thì cái chương trình đi ngày hôm đó là có khoảng tầm 8 người thôi. Dạ thì đi qua ngày đầu tiên thì rất là bình thường. Chỉ có qua ngày hôm sau đi Pattaya thì mọi chuyện mới bắt đầu xảy ra. Đó, xảy ra. Xảy ra. Dạ. Sao xảy ra mà có vẻ như thế? Dạ thì mấy anh Thuận với là chị Vân biết rồi đó, mình xuống Pattaya thì mình sẽ thường sẽ có một cái chương trình là mình đi option là mình đi coi. Coi đó. Dạ. Thì bạn này cũng đi. Thì lúc vào thì cái không gian, cái khán phòng nó hơi tối. Thì em mới chủ động em nắm tay bạn đó, em kéo đi. Bạn này đó. Dạ đây, bạn đây. Bạn này, đây. Bạn này đang nói về bạn này. Đang gọi bạn này mà nói bạn đó. Tiếp. Dạ em mới kéo tay bạn này vào chỗ ngồi. Dạ thì em thấy là sao em nắm tay và để yên cho nắm luôn. Dạ thì em mới ngồi ngay bên cạnh luôn. Em nắm tay suốt trong cái buổi đó. Bây giờ mình hỏi bạn này đi. Thiệt lòng đã kết ông này rồi đúng không? Thật sự thì khi mà bạn nắm tay em, bạn dắt đi, em nghĩ là bình thường, ga lăng thôi. Xong rồi tới một lúc sau coi một cái show mà có vẻ táo bạo hơn thì mình cũng ớn quá. Thì ông này cũng nắm tay thì mình cảm giác là có một người bảo vệ mình. Thời điểm lúc đó em có một cái cảm giác là vui thôi. Em không nghĩ gì là sâu xa với anh này hết. Thấy là cũng được, quen trên tour cũng vui. Người ta là quen qua đường, còn này quen qua tour vậy. Ông cũng nghĩ là quen em qua tour thôi. Dạ. Thôi dễ sợ quá. Dạ tại vì em làm du lịch thì em đi rất là nhiều những cái tour. Và trước đây em làm hướng dẫn viên và làm tour leader thì em tiếp xúc rất là nhiều. Em cũng thú tội rồi. Ông dạ em cũng quen nhiều lắm rồi. Dạ. Anh chứ không phải mới yêu em lần đầu. Dạ nên là khi đó thì thật sự ra em cũng vẫn nghĩ là chắc là quen xong tour rồi thôi. Nhưng mà có gì đó nó hơi vương vấn chút xíu. Còn em sao? Lúc về em có vấn vương gì không? Em thấy giống như là em cũng thấy là bạn cũng đang có ý đồ cưa cẩm mình. Thì em cũng tạo cơ hội cho bạn. Rồi sau đó bao lâu thì yêu nhau? Cũng chầy chật lắm, cũng phải 1 tháng sau mới quen được. Bọn cua ta có 1 tháng trời thôi đó. Bọn thang vậy. Không đuổi đâu, chắc phải 3 năm cua 1 tháng trời đó. Rồi yêu nhau có hợp với nhau không? Vui không? Lúc mới yêu mà, thật vui biết bao nhiêu.
Nhưng mà rồi cái miệng này đi. Bởi vậy anh thấy đúng. Nói vậy. Dạ nhưng mà thật sự ra hai vợ chồng em bị khắc khẩu. Dạ từ lúc quen, lúc cưới cho lúc mà tới hiện tại bây giờ một chút nào đó cũng khắc khẩu. Dạ. Nhưng mà cãi mà có giận hờn bốc hỏa được không? Dạ giận la hứ hứ này nọ nhau á. Dạ. Dạ. Đó nhưng mà chia tay thì là không. Dạ. Nhưng mà cái miệng này thì cái miệng bên đây cãi lộn lại không? Em mới tính của em á thì khi mà em giận thì em muốn bỏ đi chỗ khác, em muốn đi tìm một cái chỗ nào nó thoải mái, em muốn relax rồi sau đó em mới từ từ em giải quyết sau. Còn bạn này thì muốn là cái sự việc lúc đó là phải giải quyết liền. Thì nên đôi khi cái đó cũng là một trong những cái mâu thuẫn. Mỗi người một kiểu ha. Em mà bực quá là em phải nói, hoặc là nói oan em một cái chuyện gì đó là em phải nói, em không thể nào mà em nhịn để sau được. Nhưng mà ổng đi rồi sao, có níu áo lại không? Có, chạy theo. Dạ chạy theo nói chạy cho anh. Chạy theo gì, chạy vừa nói. Dạ đúng rồi đó anh, đúng rồi, chính xác. Dạ. Ông xã đứng lại, bà xã đang nói mà đi đâu vậy? Rồi ông xã có đứng lại không em? Ông xã không đi. Vẫn không đứng, xong em níu. Thật ra tôi nhìn á, tôi có cảm giác giống như là bên này là sẽ hiền dịu và thậm chí phải chịu đựng hơn. Bên này chắc chắn cãi lộn không lại bên này đâu. Cảm giác của em trật lất rồi em ơi. Dạ đúng rồi anh. Em hiền lắm ở nhà. Hiền lắm. Giống Đại Nghĩa hiền. Em hiền. Hiền lắm. Rồi cái đó là thời gian yêu nhau đúng không? Dạ. Trong thời gian yêu nhau là thường xuyên khắc khẩu và cãi nhau. Dạ. Rồi lấy nhau rồi có khắc khẩu nữa không? Đúng rồi, anh có cải thiện không? Dạ thì sống chung với nhau khắc khẩu càng hơn. Dạ. Trời ơi. Ở chung với nhau thì nó phát hiện nhiều thứ hơn. Lại còn cãi nhau nhiều hơn. Rồi có bao giờ mà chồng hoặc là vợ giận nhau rồi bỏ nhà ra đi không? Dạ có. Ai? Dạ, ai em, là người ai? Đi? À. Em là người đi. Em đi ra ngoài, em thuê nhà em ở. Bao lâu? Gần 3 tuần. Trong 3 tuần đó có chuyện gì xảy ra không? Dạ có ạ. Thì để vợ nói đi. Đó là một cái đỉnh điểm trong cái đời sống hôn nhân của vợ chồng em. Lúc đó là em mới sinh bé xong được 1 tháng rưỡi. Nói chung là tính khí lúc đó em không biết là có phải là phụ nữ sau sinh dễ bị trầm cảm, khó chịu, tính khí thất thường. Dạ, thì cũng hay cãi lộn với ảnh. Xong rồi ảnh cũng khó chịu thì cãi nhau rồi ảnh bỏ đi. Xong rồi vợ chồng ly dị. Vợ chồng nói nhau là thôi bỏ. Dạ thì đó cũng là lý do một trong những lý do mà em ngày hôm nay em ngồi ở đây. Dạ. Thì thời điểm đó là có lẽ là hai vợ chồng chưa có một cái tâm lý để mà đón nhận một cái thành viên mới. Dạ, nên đâm ra là có một cái gì đó nó hơi bị stress. Lúc đó thì em lại bị tấn công bởi một cái giống như xuất hiện người thứ ba. Người thứ ba. Người dạ. Nên là em vô tình làm cho vợ mình bị tổn thương nặng hơn. Dạ thì em bỏ đi 3 tuần. Thì những ngày mà em ở một mình á, suy nghĩ á, thì thật sự là không ai có thể thay thế được vợ với con em. Dạ. Hai cái gương mặt này lúc nào nó cũng nằm ở trong đầu em hết. Dạ. Rồi lúc nào nó cũng nghĩ là mình làm như vậy thì người ảnh hưởng đầu tiên là vợ mình, rồi ảnh hưởng sâu xa hơn nữa sẽ là con mình. Thì sau 3 tuần em chủ động hạ bớt, và cũng như là em cả bỏ hai hết vợ chồng đều em bỏ hạ nhiệt hết rồi. Những cái mà gọi là và muốn nói chuyện bình tĩnh với nhau một cách nghiêm túc trở lại. Nhưng mà chị rất muốn biết cảm giác của em lúc đó. Thật sự là rất là stress. Và nó cũng giống như một cái ám ảnh. Em cứ xả ra đi, em không có việc gì em phải kềm lại đó. Thật sự khi em quyết định hai vợ chồng đi dị đi, là em nói thẳng với lại Tiến ông xã em á, em hoàn toàn có thể nuôi con được. Về công việc, về địa vị xã hội, về tất cả mọi thứ, em hoàn toàn có thể bảo đảm cho con em một cuộc sống đầy đủ, vui vẻ, hạnh phúc. Em chấp nhận làm mẹ đơn thân. Nhưng rồi sau 3 tuần em suy nghĩ rất nhiều. Và em thấy là có lẽ trong cuộc đời mỗi người thì ai cũng sẽ có những lần, có những cái sai lầm. Thật sự lúc đó em không nói em là cao cả hay cao thượng gì hết. Nhưng em chỉ nghĩ một điều duy nhất là mình còn tình cảm với nhau. Em biết lúc đó ông xã em cũng còn tình cảm với em khá nhiều, và với con nữa. Em mới quyết định là em ngồi xuống em nói chuyện lại với ảnh và xem như là tạo một cơ hội để quay lại. Thật sự là em cũng phải chưa phải gọi là đi quá đà. Dạ, chưa phải đi quá đà, mà tại vì chính thời điểm đó, trong cái hoàn cảnh đó thì
giống như đó là một cái cánh cửa mà mình nghĩ là nó sẽ đi đến là lối tốt, là một cái hướng đi tốt, nhưng mà mình không tưởng tượng được đó là một cái hướng đi nó tồi tệ như vậy. Dạ. Thì như bà xã em nói là sau 3 tuần thì may mắn đều là em không mất vợ với con em. Dạ. Nếu như là mọi người có xem ở cái số này á, thì sẽ rút ra được rất nhiều những cái kinh nghiệm và những cái ứng xử của mình trong cái mối quan hệ vợ chồng. Giống như lời vợ em nói gì thì nói, tại mình làm gì làm mình cũng là con người. Mình không phải là thánh là thần để mình có thể không bao giờ có tội lỗi hoặc là không bao giờ mắc lỗi. Dạ, vấn đề là cái người phụ nữ họ khôn và họ thông minh ở chỗ là họ biết vị tha đúng chỗ và đúng người. Thực sự nếu như chồng em không còn thương em thì thôi đi luôn, không còn nuối tiếc. Nhưng rõ ràng mình hiểu được rằng mình vẫn còn quá yêu chồng mình và chồng mình cũng còn quá yêu mình. Thì cái việc mà em bỏ qua, em tha thứ, đó là em hoàn toàn sáng suốt. Và đó là chứng tỏ cái bản lĩnh của em. Và cái mà em thành công hay không cũng là do cái điều đó đó. Dạ. Chứ còn người phụ nữ bình thường thì người ta sẽ không bao giờ chấp nhận anh thế này, anh thế nọ và rồi tan nát một cái gia đình. Mà em biết cái hệ quả của cái việc mà một gia đình tan nát nó kinh khủng lắm. Không những cho mình mà vấn đề nhất là những đứa con của mình. Thành ra là đầu tiên là chị phải chúc mừng hai vợ chồng em. Yeah. Sau đó là chị phải cảm ơn tụi em đã đến tham gia với chương trình. Bởi vì câu chuyện của tụi em á, chắc chắn sẽ có lợi rất nhiều với những cặp vợ chồng khác nếu mà các bạn có theo dõi cái chương trình này. Yeah. Đúng không? Và chị cũng phải nói là chị quá khâm phục vợ em. Hôm nay em tham gia chương trình này á, thì nhân cơ hội này em có muốn nói điều gì với vợ em? Thì món quà của em là cái gì, em muốn đến đây là vì cái mục đích đó của em, thì em nói cho vợ em đi để vợ em hiểu. Mình đứng lên đi, đứng mình quay mặt đi đi, mình không có nhìn đâu, mình coi lại thôi, mình coi phát sóng lại thôi. Tôi coi YouTube. Thì giống như như bà có nói với má, mình may mắn là mình không có mất nhau, và mình đang có những cái hướng đi tốt. Mình đang chuẩn bị sẽ đón nhận một cái không gian sống mới. Mình đang chuẩn bị có một cuộc sống mới. Và mình sẽ có nhiều khoảng thời gian bên cạnh Mini. Ba yêu hai má con nhiều lắm.